chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta được chơi cùng với tất cả những người chơi đều là cánh lực lượng quân kháng chiến các em. Bên cạnh lực lượng của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV thì chúng ta sẽ có Hiếu Nguyễn, Xuân Trường và đồng thời là Hoàng Việt. Xuân Trường hiện tại đang cầm quân màu xanh lá cây ở vị trí trung tâm, và Hoàng Việt cầm quân màu vàng nằm ở cánh phía bên này góc 1 giờ. Và phía bên kia thì chúng ta sẽ có anh Hào, Hà Anh và đồng thời là Tấn Nguyễn nha. Ngay từ những phút đầu tiên thì chúng ta cũng đã cố gắng rà soát bản đồ, tìm kiếm lấy các thùng tài nguyên và cố gắng chiếm lấy đó thôi. Hiếu Nguyễn cũng đã triển khai được đường biển khá ổn rồi. Chúng ta cũng cần phải tăng cường triển khai thêm các đơn vị hải quân, các đơn vị Kado Kaiben để có thể rà soát được bản đồ và chiếm lấy được các thùng tài nguyên. Đụng độ với lực lượng của anh Hào. Hiếu Nguyễn cũng đã tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị lính bộ binh một Ripleyman và đồng thời là các đơn vị xe bọc Coyote. Cố gắng tăng cường quân để chiếm lấy được các thùng tài nguyên ngay lúc này thôi nào. Và sẽ có hai thùng tài nguyên lớn rồi. Một ở vị trí trung tâm trên đường biển và đồng thời là một ở vị trí góc 3 giờ. Lực lượng quân vàng cũng đã chiếm được khá nhiều các thùng tài nguyên rồi anh em. Và trên biển chúng ta cũng đã có thể chiếm được một vài thùng tài nguyên nhỏ rồi. Và tiếp tục là đụng độ với Kado Kaiben của các lực lượng của anh Hào. Anh Hào là một người em trai có lối chơi rất lăng xả và chơi rất hay ở cả trên bộ và cả trên biển nữa nha. Và thói quen chơi của anh Hào đó là cố gắng chơi các đơn vị hạt nhân. Và trong ván đấu lần này thì chúng ta vẫn không thể biết được rằng anh Hào có chơi hạt nhân hay không. Di chuyển vào phía bờ trong, chính xác khá tốt rồi. Vẫn tiếp tục đụng độ vào các đơn vị Kado Kaiben. Chúng ta có Hà Anh, cũng là một người chơi rất mạnh mẽ bên cạnh lực lượng của kháng chiến á đẹp. Và đây cũng chính là một trong những người em tuyệt vời của nhóm của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Đây là một trận đấu nội bộ và chúng ta có những người chơi là những người em tuyệt vời của chúng ta nha. Bạn nào còn chưa kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081 thì hãy nhớ kết bạn Zalo với mình và cùng vào nhóm những nhóm Zalo. Chúng ta sẽ cùng có được những trải nghiệm tuyệt vời trong con game chiến thuật đỉnh cao trên điện thoại di động, đó là Hour 3. Phút thứ 3 rồi. Tấn Nguyễn hiện tại đang cầm một cái ạc ở level 20. Nhưng đây lại là một cái ạc khá là yếu anh em. Không được nâng cấp gì nhiều và skill cũng ở skill rất thấp. Cho nên chúng ta đã có được Hoàng Việt, một người em ở đẳng cấp level 13, lực lượng quân vàng, để cho trận đấu được cân kèo hơn nha anh em. Tiếp tục là rà soát bản đồ thôi nào. Tranh thủ chiếm lấy được các thùng tài nguyên. Đụng độ giữa Hoàng Việt và Tấn Nguyễn rồi. Rất nhiều các đơn vị xe bọc Kroate và đồng thời là các đơn vị lính bộ Ripleyman. Hoàng Việt đã chiếm được tài nguyên. Rất ổn anh em. Giao chiến ở khắp mọi nơi. Đã có sự xuất hiện của các đơn vị tàu Alligator của Hà Anh rồi. Các đơn vị cơ giới và lính của các lực lượng của Hoàng Việt cũng đang cố gắng solo với cả một đơn vị tàu Alligator của Hà Anh. Quá dữ dằn. Nhưng mà làm sao mà được em ơi, tốn quân quá rồi em ơi. Anh Hào cũng đang bắt đầu nâng cấp và chỉnh lên level cao hơn rồi. Xuân Trường cũng đã bắt đầu tăng cường triển khai thêm các tháp chống hàm rồi anh em. Hiếu Nguyễn cũng đang cố gắng nâng cấp gia chỉnh lên level 4 rồi. Chúng ta sẽ sớm có được các đơn vị xe tăng 3, tăng hàng đặng, tăng gia gua. Và đồng thời là các đơn vị xe khói kết hợp với các đơn vị xe diêm nha. Những con bài chủ lực bên các lực lượng của kháng chiến của chúng ta anh em.
Hiện tại cho đến bây giờ thì trên đường biển chúng ta chỉ có phòng ngự căn cứ thôi. Và Hiếu Nguyện cũng đã có một quyết định, đó chính là lên một quả tên lửa hạt nhân rồi. Chúng ta cần phải lên nhanh hơn trước khi mà anh Hào có thể bắn được hạt nhân nha. Alligator của anh Hào đã cập rất sát bờ, lấy tầm nhìn và đồng thời là phong tỏa đường biển của chúng ta, bao vây chúng ta ở phía trên biển rồi. Chúng ta cũng đã bắt đầu tăng cường thêm Alligator, cố gắng hỗ trợ phòng vệ đường biển ngay lúc này. Khá là yên tĩnh, đã đẹp. Hiếu Nguyện cũng đã bắt đầu nâng cấp gia chính lên level 5 rồi. Và đồng thời thì chúng ta cũng tăng cường triển khai thêm những tòa nhà sản xuất xe chuyên dụng để có thêm các đơn vị xe diễm để hỗ trợ phòng không. Đối với các đơn vị hạt nhân thì chúng ta cần phải phòng vệ ở đường không là cực tốt. Bởi vì nếu như đối phương phát hiện ra thì những phương án tấn công hiệu quả nhất đó chính là sử dụng các đồ vật diêu hầu hoặc là Amortrop ném bom. Tiếp tục là trình xác rồi. Tớ Nguyện cũng đã có tăng Jaguar di chuyển vào phía bờ trong. Có nhà sản xuất máy bay ở level 2, đã có chiến đấu cơ. Hai nhà xuất máy bay rồi và giờ chính đang ở level 4 anh em. Phục thứ 8. Khá là yên tĩnh rồi và chúng ta cũng đang đụng độ với các đơn vị hải quân từ các đất lượng của anh Hào. Hiếu Nguyện và Xuân Trường đã di chuyển 3 đơn vị tàu Alligator ra phía bên ngoài. Anh Hào cũng đã bắt đầu nâng cấp giờ chính lên level 5 rồi và rất có thể sẽ là một kế hoạch chơi hạt nhân. Đoán không sai đâu bà. Như vậy là cả chúng ta và anh Hào cũng đang cố gắng tăng cường triển khai hạt nhân rồi. Và Hiếu Nguyện cũng đã bắt đầu xây dựng một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân rồi. Chiến đấu cơ của Hà đang bay ở trên không. Có khi là phát hiện ra rồi anh em ơi. Chắc chắn với cái tầm trinh sát và tầm nhìn khá tốt của các đơn vị diều hầu thì chắc chắn là Hà Anh đã phát hiện là chúng ta có một quả tên lửa hạt nhân rồi. Đang trong kế hoạch triển khai những tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân và kế hoạch sản xuất ra một quả tên lửa hạt nhân mà chúng ta cần phải có thời gian nhiều hơn. Xuân Trường cũng đã bắt đầu tăng cường triển khai thêm những tháp phòng không tăng cường cho chúng ta rồi anh em. Phục thứ 9 của trận đấu nha. Tiếp tục là di chuyển quân. Có rất nhiều các tháp phòng không ở lúc này. Và Hà An tiếp tục triển khai thêm các đơn vị không quân diêu hầu. Chúng ta sẽ có thêm những thông tăng quân lớn ở vị trí góc 3 giờ và vị trí trung tâm của bản đồ. Hải quân của Xuân Trường cần phải cố gắng chiếm lấy nó thôi. Và Hoàng Việt cũng đã bắt đầu di chuyển các lực lượng về vị trí góc 3 giờ để cố gắng tranh thủ là chiếm lấy thông tài quy với lực lượng của Tấn Nguyễn rồi. Và vào nhau, có gia quân của Tấn Nguyễn và đồng thời là các đơn vị C2 Amadillo. Chơi tôi đâu. Hoàng Việt đang có được khá nhiều các đơn vị lính bộ bên hai. Jaguar của Tớ Nguyện cũng đang phải chống trả rất quyết liệt với các đơn vị C2 Amadillo và đồng thời là các đơn vị lính bộ bên hai của cánh lực lượng của Hoàng Việt. Chắc chắn là Tớ Nguyện buộc phải rút lui thôi chứ không thể nào chơi lại được đâu anh em. Lính hai chống xe thì còn gì bằng nữa đây. Chiến đấu cơ của Hán, mục tiêu có lẽ là một quả tên lửa hạt nhân của chúng ta rồi. Phòng vệ căn cứ ngay. Lực đam rất tốt, chúng ta chỉ còn khoảng 40% máu thôi. Không biết là còn có lượt máy bay thứ hai hay không.
quá mạnh mẽ và kinh khủng khiếp rồi. Chúng ta cần phải trụ vững khoảng hơn 1 phút nữa anh em ơi. Chúng ta cũng đã lỡ hủy mất một quả tên lửa hạt nhân này rồi. Bởi vì chúng ta sợ và hoang mang, không biết là đối phương còn có các đơn vị diều hâu khác nữa hay không. Và bây giờ thì chúng ta phải chờ đợi tiếp tục để có thể triển khai lại một quả tên lửa hạt nhân khác ngay lúc này. Thật sự là rất khó khăn và anh Hào cũng có thể là sẽ bắn tên lửa hạt nhân trước chúng ta. Đã là phút thứ 11 rồi cơ mà. Khó rồi đấy. Rồi xong rồi, một quả tên lửa hạt nhân gãy rồi. Chúng ta mất cả hai nhà sản xuất tên lửa hạt nhân và rất nhiều các tòa nhà công sự khác anh em. Đó là một quả tên lửa hạt nhân của anh Hào. Và chúng ta cần phải có một sự đáp trả ngay lúc này thôi nào. Nhưng không còn có tên lửa hạt nhân nữa, chúng ta buộc phải triển khai những phương án khác thôi. Rất khó rồi. Xuân Trường cũng đã mất đi rất nhiều các đơn vị tháp phòng không, những đơn vị quan trọng để hỗ trợ chúng ta phòng vệ được căn cứ rồi. Và Hiếu Nguyễn cũng lại tiếp tục triển khai thêm một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân thứ ba. Chúng ta bây giờ còn có cái gì để mà mất nữa đâu anh em. Mặc dù là ạc của Tấn Nguyễn không yếu, không quá mạnh, với một cái ạc ở đẳng cấp level 20 được ít nâng cấp, thì cánh của chúng ta lại có Hoàng Việt ở level 13, coi như là cũng khá là tạm thời ổn rồi anh em. Có thể là Hoàng Việt yếu hơn một tí xíu thôi. Hoàng Việt cần phải bút thêm các item vàng thì mới đủ lực mà chơi. Xuân Trường đang cố gắng tăng cường triển khai thêm các đơn vị Dragonfly. Tiếp tục lại là chiến đấu cơ của Hàn. Rất khốc liệt anh em. Chiến đấu cơ đã rồi. Bây giờ thì chúng ta cần phải làm gì đây? Chúng ta không có khói, chúng ta chỉ có Jaguar và xe nhiễm mà thôi. Khi đối phương đang có được khá nhiều các đơn vị không quân như vậy rồi, thì việc triển khai thêm những quả tên lửa hạt nhân tiếp theo nó là một cái gì đó rất khó khăn. Chúng ta vẫn đang cố gắng để mà chơi, cố gắng tập trung để chơi thêm một quả tên lửa hạt nhân nữa xem sao. Quả tên lửa hạt nhân thứ hai của anh Hào rồi, gãy rồi. Căn cứ của Xuân Trường và Hàng Hoàng Việt cũng đã mất đi rất nhiều các tòa nhà công sự rồi anh em. Phút thứ 14 nha. Quá rõ ràng là chúng ta buộc phải thay đổi chiến thuật rồi. Không còn được phép chơi hạt nhân nữa anh em. Chúng ta sẽ mở một đợt tổng tấn công. Một đợt tổng tấn công ở cả hai nơi. Ở cánh phía bên này góc 3 giờ bắt đầu di chuyển các đơn vị Dragonfly xuống phía bên dưới rồi. Tấn công tổng lực và các lực lượng của Tấn Nguyễn ngay. Và Hiếu Nguyễn cũng sẽ di chuyển các đơn vị Tăng Jaguar xe khói đánh thẳng vào các lực lượng của anh Hào. Hoàng Việt cũng đã bắt đầu di chuyển các đơn vị lính bộ binh và các đơn vị C2 Amalilo rồi. Và vào nhau, đụng đầu với lực lượng của Tấn Nguyên ở lúc này. Xuân Trường cũng đã bắt đầu di chuyển các đơn vị tàu Alligator và lực lượng của Hà Anh cũng đã vừa mới đem bom ra thành chúng ta với các đơn vị Amatrop rồi. Những đơn vị bay bay đem bom chiến thuật anh em. Tấn công ngay, Dragonfly đụng độ với rất nhiều các đơn vị xe cơ giới của cả lực lượng của Tấn Nguyễn ở lúc này. Và chúng ta đang có một cơ hội rất lớn để tấn công ở cánh phía bên này anh em. Phía bên kia thì Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu di chuyển các đơn vị Tăng Jaguar. Góc 9 giờ đánh xuống rồi. Chơi nào. Giao chiến ở cả hai nơi. Số trường cũng đã bắt đầu di chuyển các đơn vị tàu Alligator đi rất sát bờ. Anh Hào vẫn còn quân ở phía bên trong, nhưng với việc mà em trai đã triển khai được đến tận 2 quả tên lửa hạt nhân thì chắc chắn là hệ thống phòng thủ cũng sẽ là yếu hơn. Nhưng chiến đấu cơ của Hà Anh vẫn còn là một cái gì đó rất khó chịu anh em. Đến rồi, chơi thôi.
Xuân Trường và Hàn đang có những sự đối đầu với các đơn vị tàu Alligator, và chúng ta cũng đang cố gắng bắn phá một các đơn vị công sự và lực lượng của Hàn Hào. Tấn công nào, hay quá em ơi. Xuân Trường chơi rất tốt, cùng với sự yểm trợ của các đơn vị lính bộ bên hai, xe diễm từ các đất lượng của Hoàng Việt. Chúng ta đủ sức để có thể sang phẳng được căn cứ lực lượng của Tớ Nguyễn rồi, vị trí điểm H. Bên cạnh phía bên này thì anh Hào cũng đã không dám mạo hiểm tiến công. Có lẽ sẽ còn một quả tên lửa hạt nhân thứ ba. Tớ Nguyễn đã xong rồi. Bây giờ là Hoàng Việt tiếp tục di chuyển vào phía bên trong căn cứ lực lượng của Hàn. Khi mà các đơn vị diều hâu đã bay hết xăng rồi và cần phải có thời gian để khôi phục lại xăng, thì đó chính là cơ hội cho các đơn vị lính bộ binh hai của Hoàng Việt bắn phá vào các tòa nhà công sự từ các lực lượng của Hàn ngay lúc này. Trời thôi, có vẻ là ổn rồi khi trung tâm chỉ huy đã đi bán phế liệu rồi game. À mà trong tiếp tục ném bom. Trung tâm chỉ huy rồi, rất dữ dàng. Một quả tên lửa hạt nhân thứ ba đây rồi, nói có sai đâu mà. Quá dữ dàng anh em. Anh nào đã cố gắng co cùng lại để phong về căn cứ, và Amatrap của anh ngay sau khi để bom lại thảm cũng đã quay trở về sân bay. Nhưng chắc chắn là không còn có cơ hội để đạp thêm nhiên liệu nữa rồi. Hào đang cố gắng kéo xe dí và đồng thời là các đơn vị tăng Jaguar xuống phía bên dưới để phòng vệ cho căn cứ lực lượng của Hàn. Tớ Nguyễn cũng đang cố gắng khôi phục lại căn cứ, nhưng chúng ta vẫn còn có các đơn vị Dragonfly ở đây. Xuân Trường cũng đã bắt đầu di chuyển các đơn vị tàu ngầm đến rất sát bờ. Một trận đấu rất căng thẳng và rất hay và đẹp. Anh em thấy như thế nào thì hãy cứ bình luận cảm nghĩ của anh em vào trận đấu này. Một trận đấu của những người chơi bằng các lực của kháng chiến các em. Quả tên lửa hạt nhân thứ ba của anh Hào đã nổ rồi, rất ghê gớm và dữ dằn. Ba quả tên lửa hạt nhân mà chúng ta gần như là đã tươm hết tất cả căn cứ rồi. Một sự giằng co rất khinh kinh khủng khiếp anh em. Bạn nào muốn tham gia những trận đấu trong những phiên livestream cùng với Hiếu Nguyễn Gosavik TV thì hãy nhớ kết bạn Zalo với mình nha. Và ở bên dưới phần mô tả thì mình cũng có link Discord anh em. Chúng ta có thể vào link Discord, chúng ta có thể vào những kênh giao lưu về Arm World 3. Chúng ta có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời khi vừa đánh và vừa giao lưu trò chuyện với nhau nha. Những phiên livestream hàng đêm. Bạn nào còn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh và kết bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081 nha. Đừng quên kết bạn anh em. Chúng ta cần phải có một cộng đồng mạnh thật sự là rất mạnh mẽ thì chúng ta mới có nơi để mà giải trí mỗi đêm anh em ơi. Phút thứ 20 đã nơi rồi. Căn cứ của Tấn Nguyễn một lần nữa cũng đã đát tươm rồi, và chúng ta chuẩn bị sốc lại tinh thần cho tất cả lực lượng chúng ta chuẩn bị tiến công ở cả hai nơi. Đụng độ với các đơn vị tăng gia vua của anh Hào, Hào vẫn không có khói nha. Với việc triển khai liên tục các quả tên lửa hạt nhân, Hào đã quyết định là không ra khói. Xuân Trường và Hoàng Việt cũng đã bị di chuyển xuống bên dưới rồi. Lực lượng hải quân của Hà Anh cũng đã không trụ đội với lực lượng của chúng ta rồi game. Hiếu Nguyễn vẫn đang tăng cường thêm các đơn vị lĩnh 1, lĩnh 2 và tăng Jaguar. Có gì thì chơi đấy thôi. Cố lên. Tấn Nguyễn coi như là đã xong thêm một lần nữa rồi. Bây giờ sẽ là một đợt tổng tấn công thứ hai. Chỉ đầu cơ của anh lại bay ở trên không, nhưng đụng độ với các đơn vị tàu Alligator của Xuân Trường. Bắn phá ngay. Anh Hào cũng đang rất chật vật và rất rối rồi. Có thể là sẽ là một quả tên lửa hạt nhân thứ tư anh em.
Rất có thể lắm. Tiếp tục lại là chiến đấu cơ. Anh nào cũng đang cố gắng phòng vệ trên biển với các đơn vị tháp chống hạm ngay lúc này. Và chiến đấu cơ của anh vẫn liên tục bay ở trên không. Không có thời gian để mà nghỉ ngơi anh em. Bây giờ là lính bộ binh 2 của Hoàng Việt. Hoàng Việt cũng đã gần như xé một tí nữa thì mất đi trung tâm chỉ huy rồi. Sau đợt không kích và để bom từ các lực lượng của Hàn. Giao chiến ở hai nơi, thế gồng kim rồi, rất hay. Anh Hà đã tiếp tục triển khai thêm một quả tên lửa hạt nhân thứ tư với kế hoạch là đuôi hạt nhân. Có lẽ đó chính là sai lầm từ các lực lượng của anh Hào rồi. Căn cứ của anh cũng đã sắp không còn gì, chỉ còn sân bay và các đơn vị Abatrap nữa mà thôi. Quả tên lửa hạt nhân tiếp theo của anh Hào đã xong rồi. Chắc chắn là sẽ sớm bắn rồi anh em. Bắt đầu bay ở trên không rồi. Đã bay lên cao rồi. Và mục tiêu là chỗ nào vậy? Mục tiêu là ở đâu? Căn cứ lực lượng của Hiếu Nguyễn Ngô sẽ bị tìm ấy. Quá kinh khủng khiếp anh em. Nhưng chắc chắn là chúng ta đã chiến thắng rồi. Các bạn thấy trận đấu này nó như thế nào? Có ổn áp hay không thì hãy nhớ cho mình thêm những lượt like và những lượt bình luận comment ở phía bên dưới nha. Hạt nhân của anh Hiếu đâu? Làm gì còn nữa mà ném em ơi, hết rồi. Một trận đấu rất hay cùng với những người em, những người bạn tuyệt vời của chúng ta ở trên các nhóm Zalo. Quyết rồi.